Sao mấy chú không vô giữ mà mấy cô vô? Hả? Ý là mấy chú theo không vô trong này giữ mà mấy cô vô. Ý là chồng cô á. Chồng cô mất rồi. Hello, xin chào quý anh em. Mình đang có mặt ở tại Đà Nẵng và mình đang ở trên một cái ghe mành chụp của Quảng Bình, dài tầm 26-27m mà rộng tầm 8m. Dở sờ một chiếc ghe mành chụp anh em ơi. Đó, mình đang có mặt tại Đà Nẵng và mình ít khi mà quay lướt bởi vì ở đây là ghe tàu họ chạy ra vô là hàng ngày một. Thì mình sẽ cố gắng lên hẳn ở trên ghe, lên hẳn từng chiếc ghe để quay chi tiết về ghe cho anh em xem. Đó, phải chi tiết thì nó mới lột tả hết cái nội dung ở trong video nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem theo chương trình nha. Đây, một chiếc mình chụp dài 26-27m, anh em thấy cái sỏ của nó nè. Wow, cái bàn tay của mình nè, bỏ lên đây. À, game nhỏ nha, game nhỏ, 1 game, 2 game, 3 game, 4 game. Cái sỏ nó là cái sỏ nó là tầm 80-85. Anh em thấy gơ không? Cái sỏ nó 80-85. Nguyên một khối gỗ luôn, lỗi trên giữa nè. Giữa sợ chưa? Chưa lúc nào mà mình lên trên một cái con tàu cá nào mà chơi nguyên một cái sỏ mà cỡ tầm này, cái bờ mặt tới nó phải tầm 85, mà cái bờ mặt ngang này là phải tầm cỡ 60-65. Dở sợ cái sỏ của chiếc ghe mình chụp không anh em? Nó dài phải tầm 26-27m, mà nó rộng phải tầm 8m hơn, tầm 8m gì đó anh em. Quá khủng khiếp cho một chiếc ghe mình chụp. Quay cái dàn điện với dàn bóng này cho anh em xem. Dàn tờ đồ của nó nè. Đấy, cái dàn cảo của nó là nó đặt ở đằng sau kia. Nó khác với mình chụp của anh Sang. Anh Sang anh đặt ở đằng trước ha. Đó, mình đi ra sau rồi quay cho anh em xem. Ở đây có 8 hầm thôi, hầm nào hầm nấy bự ú nụ hết á. Đây, ghe mình chụp 26-27m ha. Đấy, anh em thấy là ở bên ngoài cũng chơi ốp lao phong rất là kỹ. Họ trang bị, họ đóng cho chiếc ghe như thế này là anh em biết cái quán gỗ họ xài cho chiếc ghe thì phải cỡ tầm nào rồi. Đó, mấy cái bờ ghe nè chơi inox hết, mấy cái bộ chụp nè chơi nóc hết. Dở sờ không anh em, nó thẻ cái nghè sỏ, thấy cái nghè ớn lạnh cái nghè luôn. Đây, mình đi ra sau quay một vòng về chiếc ghe này cho anh em xem. Chiếc ghe mình chụp phải dài 26-27m, rộng 8m. Bọc nóc quanh hết. À, chiếc này mà dài ha, rộng 8m mà dài 26-27m, nhưng mà cô cũng coi luôn nha. Đó, cô mà mình quay ở trong cái clip mà cô 64 tuổi á, cô coi cho chiếc ghe của cô nè. Đó, cô coi cho chiếc ghe của cô là 25m nè. Còn chiếc này nó dài hơn chiếc ghe của cô là rất là nhiều luôn. Đó,
Thấy cô tội không anh em? Đó, cô mình quay qua bên ghe này nhưng mà cũng quay ghe thêm cho cô tí xíu. Cô 64 tuổi mà cô vô đây cô giữ ghe, nhìn cô nói chung rất là thương con ha. Giữ mà giữ tầm phải kẻ tháng trời luôn anh em, kẻ nửa tháng 20 ngày á. Đó, là bình thường á. Dễ sợ ha, nói với cô tự nhiên mình xúc động quá. Đó, ở đây trước khi mình chụp dài 26-27 mét nè, anh em thấy leo phong gỗ ốp rê hẳn ở đằng sau luôn nè. Ừ, cách tân cách kỹ nè, kỹ không? Gian cabin họ làm rất là kỹ. Đó, đó ở bên ngoài mấy cái chỗ cửa ở bên ngoài nè, anh em thấy chơi bạc ni hết trọi luôn. Đó, em thấy nè, nguyên gian trò cửa, mấy cái bì cửa này là mấy bì cửa lớn không anh em, cửa nào cửa nấy ứ nữ không à, không phải cửa bì gọn gọn như là ghe anh em Phú Yên như anh em Bình Định đâu, cửa ứ nữ mà mấy cái chỗ cửa ở bên ngoài này nè, họ vẫn đóng và làm theo kiểu bạc ni luôn á. Đấy, anh em thấy không, theo thời gian mà mấy cái chỗ cửa này nè, nó không có giật dán đâu gì hết, re tới ngoài biển mà nó không có giật dán đâu gì, anh em thấy dán cửa vô này là nó khít kính bum hết, rất là đẹp. Đó, bên ngoài này nè, thậm chí những cái mảng bên ngoài này hồng đánh bạc ni hết, đánh sơn dầu hết anh em, rất là đẹp ha. Nó quay về cái gian lái cho anh em xem nè. Đó, ghe mình chụp đó, anh em thấy cái gian ở trước một phần nè, cái gian ở trước một phần nha, rồi tới cái gian cabin mà ở sau này anh ở đỡ hai cái phi bồn ở khu vực đằng lái này nè, mà kẻ cái khu vực đây nó vẫn còn rộng, mình tới đi mình đứng mình ngầu thoải mái luôn. Còn cái kẹt này và riêng cái khu vực này nữa nó còn rộng thênh thang luôn anh em. Đấy, khu vực này nằm ngủ cũng được luôn. Đấy, nó rộng thênh thang luôn à, khu vực ở sau lái nó rất là rộng, chiếc ghe này nó rộng kinh khủng lắm, rộng tầm 8 mét hơn cũng có. Wow, quá dở sợ. Đó, mấy cái ông bô nè, mấy chỗ bô cũng chơi, có bô nước, ống nước đi trong ha, ống nước đi trong như nó mát mấy. Bởi vì mấy cái mình chụp đây mấy anh trong đi cao ga kẻ đêm nóng mấy lắm, nóng cabin. Quá đẹp anh em. Coi lưới của mình chụp nè, nó gọn gàng lắm, lưới mình chụp nó có tí xíu anh em, nó không có nhiều. Đây mình quay luôn cái chiếc ghe mình chụp của bên cạnh luôn, nó nằm tầm 26 mét. Mà nó rộng phải tầm 8 mét này anh em, nó rộng hơi hẹp hơn chiếc bên kia tí xíu, chiếc này chắc rộng tầm 7 mét mấy, 7 mét 6, 7 mét 7, gần 8 mét. Đó, bởi vì anh em thấy là bình mình chắc chắn là chiếc ghe này nó rộng phải tầm 8 mét, bởi vì cái gian mà thường mình làm lưới rút, cái gian này gian chở lưới nè. Đó, nó rộng hơn những cái gian chở lưới của mấy chiếc tàu ké lưới rút nhiều. Còn cái gian nắp hầm của nó nè, nó bự hơn mấy cái nắp hầm của mấy con tàu ké lưới rút luôn. Mình lên mấy con 24-25 mét, không con nào mà chơi cái nắp hầm mà to cỡ tầm này hết á. Nắp hầm to lắm. Mà còn cái gian ở bên này nè, trời ơi nó rộng chinh binh luôn. Đó, nhưng mà chiếc bên này á, là nó nhỏ hơn cái chiếc bên cạnh mình vừa mới quay nha. Kẹo ở trước nè. Ừ, này cái sỏ nó cũng to ha, sỏ rất là to luôn, nhưng mà nó gọt mấy cái dây gấp lại, gọt mấy cái dây gấp chi uổng quá. Đấy, còn chiếc bên kia nè, là cái sỏ nó là cái sỏ nhìn dữ dằn lắm, hung cái sỏ nhìn hung tợn lắm. Đấy, quay lại tiếc núi chiếc bên kia, quay lại chiếc bên kia tí xíu cho anh em xem. Đó, mình đang ở bên chiếc 25 mét, 25-26 mét, mà tiếc cái chiếc bên này 26-27 mét. Dở sợ, giờ ghê quá. Đó, mấy chiếc mình chụp lân lớn nè, cái dàn kẽo nó nè, dàn kẽo nó ngồi này, và anh em ở trong này kẽo dây đồ
Đó, cái pin kéo dây nè, cái khu vực mà kéo dây á, anh em thấy không? Trời ơi, kéo dây, khu vực kéo dây mà chơi leo phong luôn. Ồ, cái trộ cửa này, chưa lên một cái con ghe nào mà thiết kế cái trộ cửa. Nãy bên ghe kia cũng có nhưng mà mình không để ý ha. Trộ cửa họ làm rất là thốn anh em. Từ bên này qua gian cabin này mà chỉ 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô thôi. Mà có cái ô giữa này nó bự kinh khủng luôn. Đó, làm rất là thốn bởi vì họ không có sợ tạc anh em. Bởi vì họ làm cái dàn mát nè. Làm cái dàn mát đi ra tuốt hẳn ở ngoài này luôn. Chơi trong này một cái cánh cửa rất là thốn. Cái cách làm này rất là hay ha. Đấy, cách làm này rất là hay anh em, đỡ cho mình thiết kế mấy cái ô cửa ở trước này, nó thoáng bớt, nó thoáng bớt mà cái tầng chài tới của cabin nó lắng tới cũng được, mà ở trên tầng trên của cabin nó lại rộng nữa. Đó, chiếc này là cái nội thất trong cabin của nó là cũng giống như mấy con tàu ké ở Quảng Bình hết anh em. Đấy, chiếc hồi nãy của cô này cũng chơi cái model cửa đó nha. Đó, chiếc của cô bên kia, chiếc này, hai chiếc này ha. Hai chiếc này là chơi cái model cửa, hai chiếc bự là chơi cái model cửa này. Rất là thoáng luôn, lúc nãy mình không để ý nhưng mà quay bên tàu bên kia mình mới để ý lại con tàu bên này. Đó, cái model cửa rất là thoáng. Một chỗ cabin thụ lù tầm, cái cabin mà rộng tầm 6 mét mà anh chơi gần 6 mét mà anh chơi có 2 3 ô kính, 4 5 ô kính thôi. Rất là rộng. Đó. Đấy. Đó, nguyên một cái gian làm ở đằng trước. Rồi cái gian ở sau lái nè. Trời ơi má ơi. Gian ở sau lái nè. Bỏ cái phi nước nè anh em. Cái bồn nước này á là nó lớn hơn cái phi nhiều lắm. Bỏ cái bồn nước ở sau khu vực lái nè. Nhìn cái bồn nước giống như là cái canh vậy á, giống như em bé vậy á. Xíu xíu à. Đó. Quay tổng hợp giờ game mình chụp luôn cho anh em xem nha. Quá trời luôn ha. Quá dữ, quá dữ. Đây mình vô tiếp một chiếc ghe mình chụp tiếp theo của mấy anh em ở Quảng Bình. Nãy giờ mình đi 3-4 chiếc mình chụp rồi. Mà chiếc nào cũng trang bị trong cabin là họ cũng đóng cái dàn lầu trong cabin rất là đẹp. Rất là hoành tráng. Đấy. Mình vô lại quay nữa theo một cái kiến trúc giống như cabin lúc nãy tiếp theo. Rất là đẹp anh em. Đấy. Cabin làm kỹ ha. Chắc có lẽ là mình đi các cái con tàu cá mà đóng các cái cabin mà xịn sò mà hơi kỹ kỹ á, là có lẽ mấy cái cabin của mấy anh em tàu cá của Quảng Bình là mình thấy quá là quá ư là kỹ luôn. Và một số tàu cá của anh em Bình Định. Đấy. Trong gian cabin của anh em tàu cá nè, nhìn quá chất lượng luôn. Chiếc này 23-24 mét nhưng mà vẫn xài lấy dây nè. Bởi vì đeo phần máy ảnh đâu qua trở lái xây gì nhiều đâu, đâu qua đảo dò rồi đâu, cho nên là máy ảnh chạy ra tới điểm máy ảnh trong vậy thôi. Đây mình đang ở trên một ghe mình chụp của mấy cô ở Quảng Bình. À đấy, ghe mình chụp dài tầm 24-25 mét nha anh em. Đấy thì mình vừa mới lên ghe của cô thì được cô cho một cái chén mực nè. À, có sẵn muối ớt luôn, muối ớt làm hấp dẫn lắm. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn một cái nhóm mực này tí xíu. Rồi dạ. Rồi mình sẽ quay cảnh ghe của mấy cô ở đây cho mấy anh em xem. Đó. Rất là hấp dẫn anh em ơi. Em anh này, mực này là mấy ảnh vừa mới đánh mình chụp vào á. Rồi cô năm nay mấy mươi rồi?
năm 60, 60 mấy chưa? Phải trên 60 rồi chứ cô nha. 62 hả? Bây giờ là hơn 11 giờ trưa rồi, mình sẽ ăn cái dĩa mực này của cô Tàng Bình, ăn làm buổi bữa cơm trưa luôn. À có, chú ăn cơm chứ, kẹp bên trắng rồi để ăn với chú ạ. Dạ. Cơm hả? Ăn kẹp bên trắng đó. Có dạ, dạ. Chưa? Dạ chưa. Chưa thì lấy kẹp bên trắng đó ăn luôn. Dạ lấy, con ăn hết, lấy với cô ăn. Ờ, cô ăn đi. Ăn đi mà cô. Dạ. Ở người nhà thì lo đi. Dạ. Tối này thì con cô ăn ạ. À. Dạ. Tối này anh nấu ăn á. Dạ. Đây cô tặng mình một cái bánh chưng luôn anh em. Đấy. Mình đi quay, nói chung là mình không có vô ở trong bờ được, cho nên là vô trong bờ là nó cách trở lắm, cho nên là mình xuống hẳn ở dưới này, dưới tàu ăn luôn. Cô làm muối ớt ngon quá. Vậy là hai cô là coi bao nhiêu ghe hay là nguyên cái bè này luôn? Đây luôn. Dạ. Cái bè này là 30. Dạ. Dạ. Còn ngủ ngủ kia là ai? Ngủ à. À. Ba về bên đây nè. À. Dạ. Là cái anh tài công lúc nãy á hả? Anh tài công lúc nãy vô chỗ bước đi để đó anh công tác đấy. Anh đó giờ anh nằm á hả? Anh nằm trong công ty thì vô 20 dạ. ngày. Dạ. Đây mình đang ở trên ghe của cô và vừa mới ăn xong cái dĩa mực của cô tặng. Cô tặng luôn mình cái miếng bánh chưng của mình, trong cơn đói bụng là mình dứt luôn. Đi 20 ngày vô bán được mấy trăm triệu cô? Trăm mấy hả? Dạ. Tổn hết hơn trăm rồi. Tổn hết hơn trăm rồi, do cái ngờ manh này trong điện nó heo dầu lắm. Được 13-4 triệu rồi. Dạ. Manh của cô đi đợt này trời gió anh em, nên trăm nó ít có ké mực lắm. Nên đợt này vô bán có 150-160 triệu à. Mà tổn chi phí hết hơn trăm rồi. Đi 20 ngày vô là mấy anh em đào quân ở trên ghe là chia người tầm có 3-4 triệu à. Rất là ít thôi anh em. Tầm 4-5-2 triệu rồi. Dạ. Yeah. Đi bao nhiêu người ở trên tàu này con? 7 người. 7 anh em. Tàu này đây đi 7 anh em. Để anh em mình quay cho anh em xem trước khi mình chụp của một cô ở Quảng Bình cho anh em xem. Cô năm nay 62 tuổi rồi, nhưng mà khi mà ghe đi biển về cặp ở những cái cảng cá lạ thì cô vô ở trong Đà Nẵng này cô giữ ghe. Cô là người gốc Quảng Bình ha. Cô có cỡ như mình là ghe của cô lúc mới đóng là tầm 6 tỷ rưỡi đến 7 tỷ là đủ tất cả các cái trang thiết bị mà đỡ đi biển luôn anh em. Đó, ghe của cô này dài tầm 23-24 mét. Đấy. Và lúc đóng xong là toàn bộ số tiền mà đỡ đóng cái chiếc ghe là cô không có dây mượn. Cô có tâm sự với mình ha. Là ngồi là tiền vốn của gia đình cô bỏ ra hết. Nè, thấy ở vùng ngồi này họ làm biển rất là dữ dằn ha. Đấy. Mình quay thoáng lại ghe của cô một lần nữa cho anh em xem. Phía bên mấy chiếc ghe bên cạnh này là cũng còn có một cô nữa. Đó. Đây mình đứng trên một chiếc ghe mình chụp tiếp theo của Quảng Bình để quay review chi tiết cho anh em xem. Ghe rất là đẹp, dài tầm chiếc này chắc tầm 22-23 mét thôi. Đó.
Nhưng mà ghe đóng rất là rộng nha anh em. Ghe trước này 22-23 mét, nhưng mà rộng phải tầm 6,5 đến 7 mét. À, đấy, ghe của cô thì trang bị ở trong cái tầng cabin, cô làm kỹ, rất là kỹ luôn. Cô vừa mới tặng cho mình một dĩa mực, mực luộc, rồi một cái bánh chưng nữa. Mình ăn no rồi mình có sức mình đi quay cho anh em xem. Đấy, đây là chiếc ghe mình chụp tiếp theo nè. Đấy, mình vô trong cabin mình review cho anh em xem. Đấy, chiếc ghe mình chụp mà tiếp theo mà đầu bên cạnh mà chiếc 627 bình quay á, chiếc này ở trong cabin họ trang bị cũng khá là lộng lẫy nè. Anh em thấy họ làm cái la phong ở trong ghe nó đẹp mơ người luôn, làm rất là kỹ ha. Cái cách đóng la phong rất là kỹ, nó cách điều, cách tân rồi có tầng rồi, rất đẹp. À, cái model của cái kiểu cabin này cũng giống như kiểu cabin bên ghe của cô vừa mình mới quay. Đấy, kiểu cabin này ở này họ làm cái khám thờ, chỗ này làm khám thờ rất là kỹ nha anh em. Đó, mình quay lại chi tiết lần nữa là ở mấy cái trụ này, mấy anh ốp vô trụ luôn, ốp gỗ, trụ gỗ, rồi mình còn ốp thêm gỗ vô trụ để cho đẹp nữa. Mấy cánh cửa kéo ở bên ngoài này đánh dầu hết trơn, làm nguội cho đẹp rồi đánh dầu hết trơn. Đó, mấy cái khu vực này cũng làm rất là kỹ anh em. Đấy, anh em thấy không, cái cabin mà nhìn nó lộng lẫy còn hơn những cái nhà sang sang nữa. Đó, bản thân cái cabin nó để bằng gỗ rồi mà cô còn đóng thêm leo phong bằng gỗ nữa. Bản điện ha, mấy anh em tàu cá ở Quảng Bình họ làm cũng rất là gọn gàng, anh em thấy nè. Cái bản điện nó gọn gàng và nó rất là chi tiết. Có nhiều ghe mình vô mình thấy cái bản điện là mình chóng ngợp luôn, mình không có hiểu gì hết. Cabin làm kỹ không anh em? Nguyên cái dàn cabin này anh đẩy ba cái máy quạt cho anh em ở trên tàu nghỉ ngơi. Bởi vì mấy ghe trong đèn này là cái cabin nó nóng lắm, họ trong đèn công suất cao. Chiếc này hai mấy mét nhưng mà vẫn còn xài lái nhông ha, vẫn còn xài lái nhông chứ chưa xài lái trợ lực. Đấy, mình đứng ở trong cabin mình quay ra cho anh em xem. Đó, bây giờ là 12:30 rồi nè, mình ăn cơm ở tại bên ghe của cô, cái bánh chưng với dĩa mực rồi mình đi quay tiếp tục luôn. Quá đẹp anh em, quá xuất sắc. Đó, ở trên này hình như mấy cái nắp này là dỡ lên được hết, có số hết nè. Dàn tủ bếp rồi ha. Ghe này cũng giống như là ghe bên kia, ở cái khu vực bếp ảnh trang bị một khám thờ nữa, thắp nhang. Đó, ở bên ngoài cũng vậy, đóng la phong kỹ càng, rất đẹp, quá hoành tráng. Ở này họ trang bị cái gian ngủ, cái gian ngủ cho mấy chiếc ghe ở ngoài này, họ trang bị cái gian ngủ cho những anh em ở sinh hoạt đó, họ làm kỹ lắm. Ở chen giữa đây hồi nãy mình thấy lạ là bởi vì thì chen giữa này là một cái tàu cá lưới rút chứ không phải là ghe mình chụp, tàu cá lưới rút của Quảng Bình. Hello, xin chào quý anh em, mình đang có mặt tại Đà Nẵng để quay cho anh em xem về một số ghe mình chụp của Quảng Bình. Đó, nguyên một cái bè này là khoảng tầm 2, 4, 6, 8, hơn 10 chiếc ghe mình chụp của Quảng Bình. Mà cái chiếc mình đang đứng đây là nó dài tầm 26 mét mà rộng phải tầm gần 8 mét. Đấy, quay kỹ chiếc này tí xíu cho anh em xem. Đây, mình đang ngồi ở phía trước cái bồng lái, cái khoang lái của dai mũi.
nó rộng gì mà lịch sử luôn rồi trời. Em thấy hoành tráng không? Ở Quảng Bình họ làm mình chụp lớn ghê ha. Ghe tầm 25-26 mét, mà chiếc ghe này nó rộng tầm 8 mét á. Bởi vì những chiếc ghe rộng 7 mét mấy bình lên rồi, nó không có rộng cỡ tầm này được. Dở sợ không anh em? Cái lưới mình chụp này nó có tí xíu à. Còn lại là gian hầm đá, dàn đèn của nó nè, hai tầng bóng trải dài từ ở sau lái đi tới luôn. Dàn khung sườn là bằng sắt ha. Khung sườn của cái dàn trụ điện và trụ của cái dàn chụp là bằng sắt. Đây, siêu mình chụp bằng ghe gỗ dài tầm 26 mét, rộng tầm 8 mét nha anh em. Dở sợ chưa? Đây, ở những cái trục kéo dây là ảnh làm thiết kế ở đằng sau hết. Hôm bữa là mình quay tàu cá của anh Sang ở Vũng Tàu thì ảnh làm ở đằng trước ha. Ở này ảnh sử dụng ở đằng sau. Này anh thấy có cái cầu cảo nhỏ. Cái cầu cảo nhỏ này ảnh sử dụng cầu cảo này như cầu cảo của thủy lực hay sao. Đấy anh em. Dỡ sợ một ghe mình chụp không? Quá đẳng cấp ấy. Đó, dàn trục cảo rồi dây nhợ gì tứ lung tung hết, mình không hiểu gì hết á. Này là bốn cái sợi dây của bốn góc á, chắc có lẽ là vậy. Mình không có làm mấy người mình chụp cho nên là giờ mình vô này là biết mấy cái này trục cảo dây thôi chứ không hiểu nhiều về nó. À, này có cái dàn cảo dây là chuyên dành cho mấy anh em làm người này hay sao á, nhưng mà ở này có đèo bơm 5 sao nè. Dỡ sợ dây nhợ tứ lung tung, không hiểu gì hết. Ồ, hai bên hành lang này anh em, tầm mét rưỡi. Mấy chiếc này sử dụng cái động cơ 800 mấy với 1000 mã lực không anh em? Dỡ sợ mấy con tàu à. Trời ơi, cái lái nó nè. Đó, từ bên này cái lái của nó mà nó rộng từ bên này qua hẳn bên kia luôn. Nó rộng phải 8 mét mà. Đấy. Đặc biệt là ghe mình chụp ở Quảng Bình là má anh làm cái gian cabin rất là kỹ ha. Gian cabin rất là kỹ luôn. Đó, ở phía bên ngoài mà họ cũng làm lao phong hết trơn à. Này mấy chiếc này là chủ đi về khóa cửa lại hết, chỉ nguyên một cái bè 10 chiếc ghe này là chỉ có hai cô thôi. Đó. Hai cô đi. Họ gửi lại hết. Hai cô coi thôi, chỉ là mấy chiếc ghe này nó neo ở đây là chắc là mấy cô mở cửa vô bơm nước luôn hả? Nổ máy bơm nước luôn hả? Đó, anh em thấy chiếc mình chụp này quá ừ luôn. Mấy chiếc mình chụp này họ đóng rất là rơm rẻ nha. Nhưng mà hồi nãy giờ mình không thấy là chiếc mình chụp mà mình đã từng quay ở Cam Ranh không có thấy ở đây ha. Chiếc mình chụp mình quay ở Cam Ranh là nó có cái lồng cu ở trên.
quá đẳng cấp. Đó, mấy cái ông bô là có mấy cái lỗ nước ra hết đó. Cho mát. Ở mình sao không ai thiết kế kiểu đó ha. Ở ngoài này hồi nãy giờ đi mình chụp của mấy anh em Quảng Bình thấy ai cũng thiết kế kiểu đó hết trơn. Tới đây mình quay cái mặt ghe cho anh em xem. Chín hai sáu chín sáu. Mình chụp 25m, rộng 8m. Ở ngoài này anh em Quảng Bình đóng mẫu ghe theo mình thấy rất là đẹp luôn. Hello, xin chào quý anh em. Mình đang đứng trên một ghe lưới quay của Quảng Bình. Thì từ hôm bữa tới giờ ở Đà Nẵng thì mình tìm một cái ghe lưới quay ở ngoài khí khu hoặc ở ngoài này để quay cho anh em nó rất là khó. Hầu như ở ngoài này họ làm cái nghề lưới quay cũng có thể là ít, hoặc là họ đi khai thác những cái vùng khác mà mình tìm họ không ra. Thì ngày hôm nay đây là nguyên một cái dãy ghe làm mành chụp của Quảng Bình, và có một chiếc ghe lưới quay kẹp chính giữa. Mấy ghe mình chụp là đeo phần sơn cái màu dầu rái nè anh em, và con diều nó xanh vàng đỏ hoặc là hai bổ dường vàng. Có chiếc ghe lưới quay này nó sơn cái màu xanh xanh khác hơn. Lúc đầu là mình cứ tưởng nó là ghe mình chụp, nhưng mà bây giờ lên trên ghe lúc ở dưới là mình dòm lên không thấy hết, cho nên là bây giờ lên trên ghe là mới biết ghe này là ghe lưới quay. Bởi vì lúc nãy là mình đứng ở bên cái vàng trụ phía bên kia thì nó che chắn hết rồi, nó che chắn mình không có thấy được cái trụ cảo của chiếc ghe lưới quay này luôn. Thì mình sẽ lên ghe lưới quay của Quảng Bình này và review chi tiết một chút xíu để cho anh em sẽ thấy được những cái thiết kế của ghe lưới quay của ở ngoài Quảng Bình họ thiết kế như thế nào nha anh em. Dàn phen này, ghe lưới quay của Quảng Bình này họ cũng đi khơi anh em, cho nên dàn phen họ trang bị một súng phen, nhưng mà phen cũng rất là nhiều nè, từ đầu súng này ra hết mút cái đầu súng kia cũng rất là nhiều phen đó. Mấy cái ghe lưới khơi thì cái súng này họ không làm cố định, họ làm súng xây hết đó, làm súng xây để đi mồi gió, họ đưa cái súng phen vô bên trong nó cái đóng lưới này dở sợ. Ghe lưới quay 24m mà cái đóng lưới chở keo ụn lên luôn đó. Anh em sẽ thấy được có thêm một cái chiếc ghe nằm trong cái bộ sưu tập ghe của Bình ha, làm ngờ lưới quay ở Quảng Bình rất là rất đặc sắc. Hai cái gậm này là anh chơi bằng gậm gỗ ha. Đấy, chở đóng lưới ụm keo lên luôn. Phía bên gian hầm nè còn rất là rộng, hình như là ảnh xài có một cái máy kéo thôi, một cái máy kéo lưới thôi, sử dụng mới có một cái máy kéo lưới. 93 Quảng Bình, ghe số 93 nha. Đấy, lưới nè, mình dỡ lưới tí xíu cho anh em xem. Trời ơi, ở đây anh tủ lưới kỹ, tủ một lớp bạc xong rồi mới tới lớp lưới. Lưới mới tinh, tủ một lớp bạc rồi tới lớp lưới anh em. Họ làm kỹ á. Đấy, trang bị dàn điện cũng được á chứ, dàn điện tương đối cũng nhiều á chứ. Mấy chiếc ghe lưới quay khơi mình thấy trang bị dàn điện cũng thường, mà chiếc này cũng hơi nhiều nè. Mấy cái ống bô anh cho nước đi qua hết cho mát nè. Đấy, mấy cái ống nước màu vô mấy cái lồng bô. Đây mình đi ra khu vực sau lái ha. Ghe lưới quay này thì khóa cửa đi về hẳn luôn chứ không có giữ. Có giữ ghe là giữ của hai ghe của hai cô kia, là cô ở lại giữ ha. Ghe này không có người giữ.
gửi cho hai cô luôn. Mỗi cô là cô nào cũng 60 mấy tuổi hết trơn. Mình qua tiếp một game mình chụp thứ ba. Chiếc thứ nhất của cái cô 62 tuổi rồi tới chiếc thứ hai, tới chiếc thứ ba. Chiếc bên này làm người lưới quay ha. Chiếc thứ ba này, chiếc này cũng dài tầm 20 mấy mét. 23, 24 mét. Ồ, chiếc này 23, 24 mét mà chiếc này nó rộng hơn mấy chiếc kia, có vẻ hơi nhiều nhiều anh em. Chiếc này rộng quá. Ồ, chiếc này bành trành luôn. Chiếc này rộng phải tầm 7 mét. Dở sợ. Trang bị mấy cái hàng bóng của nó nè. Ghe bữa nay là mình không có còn quay từng chiếc nữa, quay là quay nguyên bè luôn à. Đó. Như lên trên này là quay nguyên bè luôn chứ không còn quay từng chiếc nữa anh em. Chiếc lưới rút của Quảng Bình nè. Quay bè bè á. Không còn mà cái phim hay là thời gian mà đủ quay từng chiếc nữa. Bè 10 chiếc, mỗi video mình quay có video 3 chiếc, 4 chiếc, có video mình quay chục chiếc luôn. Đấy. Dễ sợ cái dàn ghe của Quảng Bình không? Đó, bô ảnh cũng vẫn làm cái ống nước đi ra nè, cho mát bô. Quá khủng khiếp ha. Đây, đây chiếc mình chụp nữa dài tầm 22, 23 mét. Chiếc này rộng tầm 7 mét. Mấy chiếc bên này, mấy chiếc đóng mẫu ghe đời mới hay sao, đóng rộng lắm. Chiếc này 22, 23 mét thôi nhưng mà nó rộng 7 mét. Dễ sợ ghê không anh em? Đó. Anh này anh chơi thiết kế trụ răng ha. Trụ sắt hàng cà răng vậy. Mấy chiếc này cái dàn kéo nó nhỏ. Dàn kéo nó nhỏ. Ơi, ở này dày luôn hả? Ở này anh thiết kế nghe này đi lên dày luôn hả? Lẹ nha. Mãi từ đây nè anh em. Từ đây anh đóng bè mãi lên tới đó luôn. Kéo mạnh lên cho tiện.